Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình này góp nhận 40 tóc cần beat drop nè bạn. Thì chương trình này góp này nó sẽ phân phối cho những người làm đúng các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cũng click vào link mô tả như video của mình. Thì nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn vào follow Twitter account của nó nè. Tiếp tục thì các bạn subscribe report nó nè. Các bạn nhấp vào các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn like và tự quyết trước hashtag này các bạn. BSC và DeFi, sàn DeFi và Binance Smart Chain nha các bạn. Các bạn chấp nhận như tự quyết các bạn. Giờ tăng 3 người bạn vào các bạn. 3 đến 5 người bạn vào. Khoan các bạn để mình số bớt các bạn. Khoan các bạn chờ mình chút xíu, các bạn lên số bớt mình mới tự quyết được các bạn. Nhiều quá không cho tự quyết được các bạn. Rồi như được. Rồi tất cả các bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Các bạn chờ một xíu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào tờ quýt nha các bạn. Sau khi tờ quýt xong thì các bạn bắt up lại các bạn. Đừng mở link form lại nè. Các bạn vào đây join vào kênh Telegram group nè các bạn. Rồi các bạn follow kênh Chiller nữa nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain này các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ giải thác mình chụp qua đấy tùm ra nè. Rồi các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra, các bạn sao chép địa chỉ BNB Smart Chain mình nè mà. Rồi các bạn mở link form lại. Các bạn bắt từ đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username Twitter của tất cả các bạn. Thì các bạn mở Twitter các bạn sẽ thấy username Twitter của tất cả các bạn. Còn memo của mình nữa các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn đã join vào các bạn. Các bạn vào bay bệnh cùng vào check team thì sẽ thấy username Telegram của tất cả các bạn như vậy. Tiếp tục thì các bạn gửi lên một cái link request chữ comment này các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình ra nè. Các bạn nhấp vào bay bệnh cùng nè. Các bạn nhấp vào mua sơ nè. Các bạn qua tờ quýt nha các bạn. Bài này nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ bài viết này nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi tất cả các bạn dán vào. Rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa nha các bạn. Rồi các bạn việc bấm gỡ là xong nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop nhận tóc cần B-Drop. Đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.